Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Radio Công Giáo. Kính thưa quý vị và anh chị em, sau đây là tâm thư của sơ bề trên dòng mến thánh giá Xuân Lộc gửi các dì thiện nguyện. Các em thân mến, đã 3 ngày rồi từ hôm các em tự nguyện vào chốn cách ly, để lại nhiều chỗ trống trong nguyện đường, ở nhà cơm. Một sự trống vắng đầy ắp hiện diện vì nó nhắc mọi người nhớ các em trong mỗi lời kinh, trong mỗi câu chuyện. Sáng nay, trên bậc thềm nhà mẫu tâm, chị Cố Lành hỏi thăm các em và nhắn gửi các em lời này: được đi phục vụ là một niềm vui, dù có chết cũng sung sướng. Chết, chiến sĩ, tuyến đầu, chống dịch như chống giặc. Tại sao ngôn ngữ của chúng ta nhuốm màu chiến tranh thế nhỉ? Trong khi biên cương đâu phải chỗ nào xa, chỉ quanh đây thôi, trong thành phố Biên Hòa. Chiến trường không một tiếng súng, quê hương không một bóng thù. Thế mà bước chân người nữ tu, thường ngày không nỡ làm đau một chiếc lá vàng, bỗng dưng trở thành bước chân người chiến sĩ. Phải rồi, vì các em đang dấn thân vào một cuộc chiến sinh tử. Nhưng em ơi, suy cho cùng, chết đâu dễ vậy. Nói về tỷ lệ tử vong do Covid, tỷ lệ này tuy thấp nhưng tốc độ lây nhiễm cao, liên tục biến thể nên nhiều người thiệt mạng, nhất là khi mất kiểm soát, rơi vào thế vỡ trận. Chết trong đại dịch thế kỷ này còn là một cái chết cô đơn, không được gặp lại người thân, hương khói qua loa, nghi lễ vội vàng. Mỗi sự ra đi đều rất buồn. Tang thương hơn nữa là trẻ thơ mất cha, mất mẹ, mất vầng thái dương, mất cả bầu trời. Chết là một chuyện, còn cơ cực nghèo đói thì đã rõ ràng rồi. Vì vậy chúng ta đang cố gắng để cứu lấy từng người. Nếu mai đây, chẳng may em vì dấn thân phục vụ mà nhiễm Covid, trở thành F0, F1, thì mọi người cũng sẽ làm tất cả để giữ sinh mạng cho em. Ai cũng phải chết, chỉ không biết khi nào và thế nào. Em biết không, là người sợ nhất một cái chết đê hèn, bất chính, là Kitô hữu sợ nhất một cái chết mất đức tin, là người tông đồ của Chúa sợ nhất một cái chết không liên quan gì đến sứ vụ. Phúc cho các em có cơ hội tham gia tuyến đầu chống dịch. Dù bất cứ chuyện gì xảy đến, em đều lớn lên trong danh dự và vinh quang của người nữ tu mến thánh giá. Vinh dự của tôi là thập giá Đức Kitô. Bài viết của Sơ Anna Trần Thị Nguyệt, tổng phụ trách Mến thánh giá Xuân Lộc.